nỗ lực, vượt khó, thành bại. Đó là những phẩm chất của những người Việt sinh sống, định cư và làm việc ở nước ngoài. Họ là ai? Họ từ đâu? Họ như thế nào? Hãy lắng nghe và trải nghiệm những chia sẻ về cuộc đời của họ, những gian nan, thất bại, bí mật và thành tựu của họ tại nước ngoài trên nhiều lĩnh vực. Người Việt Nam Châu là chuyên mục mang lại cho người Việt cái nhìn đầy đủ hơn về bức tranh toàn diện đa chiều về những con người xa quê hương trong hội nhập nền kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa và xã hội. Người Việt Nam Châu là chuyên mục được kết nối và tương tác với độc giả qua các buổi giao lưu chương trình talk show trực tuyến, khái quát về chân dung toàn diện, những bí quyết thành công và những chia sẻ tấm lòng hảo tâm. Người Việt Nam Châu được phát trên truyền hình pháp luật tvphapluat.vn. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình giao lưu trực tuyến Bản tin Người Việt Nam Châu được thực hiện bởi Truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh fanpage và kênh YouTube của Truyền hình báo Pháp luật Việt Nam hoặc truy cập trực tiếp vào tvphapluat.vn quý vị nhé. Bản tin Người Việt Nam Châu được sự phối hợp đồng hành giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và Tập đoàn TH thực hiện. Và thưa quý vị, Bản tin Người Việt Nam Châu sẽ là cầu nối để đồng bào ta trên khắp mọi miền trên thế giới sẽ cùng chia sẻ các tâm tư, lòng yêu nước, bí quyết thành công, các cơ hội thành công cùng với nhau và gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và trong chương trình giao lưu trực tuyến ngày hôm nay thì Phụng Nguyễn xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người phụ nữ. Chị là một doanh nhân gốc Việt nhưng đã có thời gian sinh sống trên 15 năm tại Cộng hòa Séc, và tại đây chị đã nuôi giữ lòng yêu nước rất nhiều và ngoài ra còn mang đến những giá trị rất tốt đẹp cho đồng bào ta ở tại đất nước bạn. Và người phụ nữ đó là ai? Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ doanh nhân Bùi Hồng Thúy. Cảm ơn. Chào chị ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình Bản tin Người Việt Nam Châu cùng với Truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Và chắc là lời nói đầu tiên sẽ nhờ chị gửi lời chào đến các khán giả của Truyền hình báo Pháp luật Việt Nam cũng như là chia sẻ rõ hơn về bản thân mình cho tất cả mọi người có thể được hiểu rõ. Ok, chị cảm ơn em rất là nhiều. Và lời đầu tiên thì Hồng Thúy Bùi xin gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả các khán giả của báo Truyền hình Pháp luật Việt Nam. Và xin giới thiệu với tất cả mọi người, mình tên là Hồng Thúy Bùi. Mình và gia đình hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Và thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về người phụ nữ này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip phóng sự ngay sau đây. Định cư ở Cộng hòa Séc hơn 15 năm, chị Bùi Hồng Thúy, nữ doanh nhân Việt kiều xinh đẹp, thành đạt và có chuyện đam mê sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động, chị đã xây dựng một cuộc sống ổn định tại đất nước của những công trình kiến trúc cổ mà bao người mong ước. Bên cạnh gia đình hạnh phúc, sự nghiệp kinh doanh của nữ Việt kiều rất đáng học hỏi và ngưỡng mộ. Thế nhưng, dường như sự thịnh vượng đó vẫn không thể giúp chị nguôi nỗi nhớ người thân, quê hương. Chị quyết định di chuyển liên tục giữa hai đất nước khi bén duyên với kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chị là một trong những tấm gương nổi bật thể hiện sự nỗ lực hòa nhập với cộng đồng quốc tế, từng bước thành công để trở thành một gương mặt điển hình đáng học hỏi và lan tỏa cho cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Với quan điểm sống tràn đầy năng lượng tích cực, kết hợp với sự hậu thuẫn từ người chồng và những đứa con đáng yêu, chị Bùi Hồng Thúy luôn nỗ lực, kiên trì và phát triển bản thân mỗi ngày nhằm xây dựng và khẳng định thương hiệu cá nhân và uy tín của bản thân trên miền đất xa xứ. Nhờ vậy, chị Bùi Hồng Thúy đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp kinh doanh những sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Là người phụ nữ gia đình, luôn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm tốt cho sức khỏe của những người thân yêu, chị Bùi Hồng Thúy luôn tự hào với sự nghiệp kinh doanh của cá nhân mình và đang ấp ủ thực hiện những dự án mới trong tương lai gần với mục tiêu mang những sản phẩm tốt đến gần hơn với cộng đồng. Hội tụ tinh hoa xứ Nghệ, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Hơn 20 năm trước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Bắc Á Banh đã chính thức ra đời. Vượt xa khái niệm thuần túy của một ngân hàng, Bắc Á Banh với thương hiệu mang hình ảnh của những cánh hoa sen cách điệu chính là biểu tượng cho tâm sáng, trí tuệ và khát khao vươn lên vì một tương lai tươi sáng. Trong suốt hành trình phát triển, Bắc Á Banh đã và đang thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt nền kinh tế không chỉ của tỉnh Nghệ An mà còn lan tỏa rộng khắp cả nước cũng như vươn tầm thế giới. Thưa quý
quý vị vừa theo dõi xong một đoạn clip phóng sự giới thiệu sơ nét về người phụ nữ mà Phụ Nguyễn mới vừa chia sẻ, đó là doanh nhân Bùi Hồng Thúy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hiểu rõ hơn về người phụ nữ này. Và chị có thể chia sẻ cho em với lại khán giả được biết là bí quyết nào mà có thể dẫn đến những thành công của chị trong hiện tại ạ? Cảm ơn em rất là nhiều. Một cái câu hỏi mà rất là nhiều người đã hỏi chị, ngày hôm nay chị lại được chia sẻ thêm một lần nữa về cái bí quyết thành công của chị. Nếu mà nói về bí quyết thành công thì có nó mỗi người sẽ có một cái bí quyết riêng, đúng không? Yeah. Nhưng mà với chị thì chị trong cái khuôn khổ ngày hôm nay, chị xin chia sẻ cái bí quyết của riêng bản thân chị. Thì chị luôn luôn tâm niệm đó là đức đi đôi với tài. Nên là trong cái quá trình, trong cái sự phát triển của bản thân thì chị luôn luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và tu dưỡng và phát triển bản thân hàng ngày để mà mình làm sao là một cái xứng đáng, là một cái người mà có cái sự hiểu biết và là một cái tấm gương mà để ít nhất là trong gia đình đó là các con của mình noi theo. Và chia sẻ về công việc kinh doanh của mình thì chị có gặp những khó khăn hoặc là thử thách như thế nào trong giai đoạn mình lập nghiệp cũng như là tại thời điểm dịch bệnh Covid hiện tại? Chắc chắn nó có, và chị luôn cảm ơn những cái khó khăn đó. Chị có những cái khó khăn đó thì cái con người của chị mới có sự trưởng thành như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chị mới được báo truyền hình pháp luật mời lên đây để mà kể cái câu chuyện của mình. Thì đó là những cái khó khăn rất nhiều. Em muốn câu hỏi cụ thể không? Dạ, tất nhiên ạ. Thì chị là cái người Việt Nam đầu tiên mà chị được, có thể nói một trong những người Việt Nam đầu tiên xài cái máy lọc nước điện giải căn gần của công ty Electric Nhật Bản. Thì khi mà sử dụng cái máy lọc nước điện giải căn gần thì chị thấy nó đem lại những cái hiệu quả quá là tuyệt vời cho bản thân, cho gia đình, và thậm chí là giúp đỡ cả những người bạn mà sống xung quanh chị, gia đình nhà chị ha. Thì từ lúc đó chị nảy ra một cái ý tưởng đó là sẽ kinh doanh cái sản phẩm này tại trên cái nơi chị sinh sống. Và cái ước mơ hơn nữa đó là chị lúc không hiểu sao ngay cái lúc đó thì chị đã mơ rằng là chị sẽ lan tỏa cái sản phẩm này ít nhất đó là ra cả cái cộng đồng châu Âu. Thì mơ nó là như vậy thôi, nhưng mà khi mà đi ra ngoài thực tế thì nó khác hoàn toàn. Thì lúc mới đầu khi mà chị đem cái sản phẩm này ra thì máy lọc nước điện giải căn gần thì mọi người không hiểu nó là nước căn gần là gì. Thì họ nói mình rằng là bị có vấn đề. Rất là nhiều những cái từ không hay để mà nói về chị. Nhưng mà khi chị chỉ nghĩ được rằng đó là cái bản thân chị là cái người đã trải nghiệm và chị đã hiểu về cái sản phẩm này, nên là chị không bao giờ chị từ bỏ. Và trong cái quy tắc kinh doanh của chị đó là chị ngã từ đâu chị đứng lên từ đó, luôn luôn cố gắng, luôn theo đuổi đam mê và nỗ lực từng ngày. Mới thấy rất là rõ là mình phải có một niềm tin, đúng rồi, có niềm tin và phải tin vào bản thân mình. Dù không ai tin mình thì mình chính bản thân mình cũng phải tin vào bản thân mình. Thì đó là một cái kim chỉ nam để giúp cho mình đi gần hơn đến cái thành công. Niềm tin là mẹ của thành công ha. Dạ đúng rồi, rất là hay luôn. Vậy thì mặc dù biết là mình kinh doanh thì có thể nói là kinh doanh sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà đối với một người phụ nữ vừa đến với một đất nước xa lạ, xa xứ, lại mang một niềm tin rất là lớn và cũng mang một ước mơ rất là lớn như vậy, thì không biết có bất kỳ những rào cản nào không, về ngôn ngữ hay là về vùng miền, hoặc thậm chí là về tư tưởng, tư duy của các nước khác nhau, thì chị có bị bất kỳ những rào cản hay không? Có chứ, rất là nhiều, mà thậm chí rất là lớn luôn em ạ. Bọn chị khi mà người Việt sang kinh doanh ở nước ngoài thì nếu mà cái thế hệ F2, F3 thì không vấn đề gì. Nhưng mà như cái thế hệ của bọn chị thì là gần như là mọi người không có biết tiếng bản địa đâu. Nên là cái rào cản về cái ngôn ngữ rất là khó khăn. Nên là cái đấy là cái thực sự là cái rào cản vô cùng lớn để mà phát triển cái kinh doanh của mình. Nhưng mà người Việt Nam thì không chịu thua. Yeah. Kiên cường bất khuất đúng không? Kiên cường bất khuất. Nên là phải nói là mặc dù nó có rất là nhiều những cái rào cản như em đã liệt kê ra rồi. Yeah. Nhưng mà về những cái thành tựu của người Việt Nam ở tại bên nước ngoài thì những người dân bản địa họ không hề họ không thể chùng bước, mà rất tự hào. Đúng rồi, họ có một cái nhìn họ rất khâm phục người Việt Nam. Yeah. Và những gì chị chia sẻ là em cảm thấy là yêu nước hơn và cảm thấy là rất khâm phục những người mà dám xa xứ để đi
kinh doanh hoặc là đến một nơi lạ, đến một xứ lạ để có thể bắt đầu một cuộc sống của mình ngay tại đó và mang những giá trị, những lợi ích tốt đẹp đến thậm chí cho cả những người dân ở nước mình nhưng mà sống tại nước sở tại luôn. Vậy thì hiện tại bây giờ là lĩnh vực chị đang theo đuổi là lĩnh vực kinh doanh. Thì không biết là sắp đến chị có mong muốn đầu tư hoặc là phát triển bản thân của mình ở những lĩnh vực nào khác hay không? Với chị thì nếu mà nói về cái con người của chúng ta, nó là một kho tàng, có rất nhiều những cái khả năng tiềm ẩn bên trong mà mình có khai thác hay không thôi. Thì với chị là một người phụ nữ cũng chỉ là bình thường thôi, nên là chị đã làm cái gì thì chị theo đuổi những cái công việc đó tới cùng. Và thứ hai nữa là bản thân chị là một cái người mà lãnh đạo dưới chị thì hiện nay cũng đã gần 10.000 người. Tất cả các anh em, các đồng đội của mình đang nhìn vào mình và họ coi mình như là một cái tấm gương để họ noi theo. Nếu mà mình không tập trung vào những cái công việc mình đang làm mà mình phân tán ra nhiều cái công việc khác quá, lĩnh vực khác quá thì đôi khi là nó không được tạo được cái năng lượng và cái sự tin yêu của những người đồng đội đang cùng đi trên một cái con đường với mình. Em nghĩ gia đình là sẽ là một cái điểm tựa rất lớn. Và nếu như là được sự ủng hộ đó nữa thì quá là tuyệt vời. Chị rất là may mắn khi mà được một cái ông người chồng, một người bạn đời luôn luôn đồng hành trong chia với chị trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Và để mà cái công việc của chị được trôi chảy như thế này thì bọn chị đã biết là yêu thương, biết chia sẻ với nhau tất trong tất cả những cái lĩnh vực, từ công việc rồi cuộc sống, con cái, các thứ vân vân. Vậy là em thấy là chị có rất là nhiều điều đáng để tự hào, và em cũng được biết là có một điều cũng đáng tự hào nữa dành cho chị, đó chính là chị là nằm trong top 4 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trên 174 quốc gia và được tuyên dương bởi chính tổng giám đốc của công ty Enagic, đúng không ạ? Cảm ơn em. Vậy thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về danh hiệu này và chị nghĩ là lý do nào để mà mình có thể đạt được danh hiệu này? Bản thân chị là một cái người lãnh đạo, đúng không? Thì luôn luôn mình như là một cái đầu tàu hay là như một cái con một chú sói á, dẫn đầu đàn, đúng không? Con sói dẫn đầu đàn. Thì tất cả những cái gì mà mình hành động, những cái gì mà việc làm của mình thì nó là cái bản sao để mà tất cả các anh chị em rồi là những người thuộc cấp của mình họ làm theo. Nên là với chị thì cái sự trau dồi bản thân nó là rất là quan trọng, và cái lý trí, cái sự quyết tâm trong công việc nó là tạo, luôn luôn tạo lửa cho các anh chị em trong mọi người, để mà mình là cái như mình như một người cầm cái ngọn đuốc truyền cái năng lượng sống cho mọi người đi cùng trên một cái con đường đó, một chuyến tàu đó, và luôn luôn biết lắng nghe, biết chia sẻ, với thấu hiểu với tất cả những người trong cùng hợp tác với mình. Và như những gì chị có chia sẻ là trong top 4 đó thì còn có một người đến từ Việt Nam nữa hả chị? Đúng rồi. À vậy là sẽ có hai người nằm trong top 4. Không, tiến sĩ Dược Đăng Nguyễn là lãnh đạo toàn cái khối Việt Nam của chúng ta toàn cầu, thì bây giờ đang đứng top số 1 trên toàn thế giới. Rất là xuất sắc. Còn chị thì là nói về cái lĩnh vực bên châu Âu thì chị đứng thứ 4. Nghe thật sự rất là tự hào luôn. Ở tự Việt Nam rất là chúng ta tự hào người Việt Nam, đúng không? Rất nhiều người tài giỏi mà khi đến giống như là sang xứ bạn, sang một nơi khác, lập nghiệp tại nơi đó nhưng mà cũng mang lại cho người Việt Nam của chúng ta rất nhiều điều tự hào, bởi vì họ đã vinh danh được Việt Nam trên đất nước bạn rồi. Và điều đó thì thật sự quá là tuyệt vời. Vậy thì hiện tại bây giờ thì có điều gì chị cảm thấy là mình vẫn chưa đạt được hoặc là trong tương lai chị muốn làm hay không? Chị có. Chị mong muốn đó là những người mà chị đã có duyên với chị, đã gặp mặt chị và biết là đã một lần mà nghe chị chia sẻ về cái cơ hội này, thì chị hy vọng là những người đấy sẽ giống như chị nắm bắt được cái cơ hội này. Và trong cái tương lai thì chị mong muốn đó là thực sự nó là cái khát khao rất là lớn, và cái nguyện vọng quá lớn với chị á, đó là chị chia sẻ với những tất cả người dân Việt Nam là chúng ta biết tới cái cơ hội này, và mong muốn đó là người dân Việt Nam biết có được cái máy lọc nước điện dài căn gần và biết chăm sóc sức khỏe chủ động để chúng ta không đến khi là nước tới chân mới chạy nữa, đúng không nào? Mình có một cái cuộc sống thực sự đáng sống chứ không phải là sống để tồn tại. Lại một câu nữa rất là hay đến từ chị Thúy. Chúng ta được biết là sẽ có
rất là nhiều điều hiện tại đang diễn ra mỗi ngày của mình và chúng ta bắt buộc phải đối diện với những điều đó, đúng không? Và hơn hết nữa thì những điều mà chị vừa chia sẻ với em nghĩ đó không phải là điều mà chị chưa làm được đâu. Chị nghĩ là chị chưa làm được tại vì hiện tại chị đang đi, đang đúng đường và chị đang muốn phát triển nó lên nữa thôi. Chứ em nghĩ nó không phải là điều mà chị chưa làm được, đúng không ạ? Chị đã và đang. Dạ, đã và đang, chính xác. Đã và đang và sẽ làm được. Đúng rồi. Và chắc chắn sẽ làm được. Dạ, chắc chắn sẽ làm được. Em nghĩ là những điều chị chia sẻ vừa rồi cũng sẽ giúp cho rất nhiều các khán giả, đặc biệt là những khán giả đang theo dõi chương trình sẽ hiểu hơn về một người phụ nữ dù nhỏ nhắn nhưng mà mang trong mình một năng lượng rất lớn, rất dồi dào, một sự nỗ lực kiên cường và còn muốn mang đến rất nhiều các cơ hội, thậm chí là không chỉ riêng cho những người gần mình mà còn cho những người trong cộng đồng người Việt Nam xa xứ hoặc thậm chí là những người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam của mình nữa, mang đến những giá trị, những lợi ích rất là tốt đẹp cho người dân của chúng ta. Vậy thì mục tiêu gần đi, trong năm 2021 năm nay đi, chị có những dự định nào đó mà mình muốn thực hiện không? Hoặc đơn giản là mình muốn đi du lịch đâu đó, giải trí hay như thế nào, chị có thể chia sẻ không? Cảm ơn em. Một cái câu hỏi là với chị thì nó là một cái thói quen rồi. Có thể trước khi buổi sáng ngủ dậy, chị đã ngay đêm hôm nay ngủ thì chị đã có cái mục tiêu cho ngày mai. Thì với một năm thì bao giờ vào đầu năm thì chị cũng có một cái mục tiêu để mà chị hành động trong cái năm đó. Thì với năm 2021 thì với bản thân chị, khi chị đã đặt mục tiêu cho mình thì trong năm nay chị sẽ đạt được hai cái chức vụ đó trong cái công ty Energic, đó là 6A2-4. Thì đến cái mục tiêu 6A2-4 đầu tiên thì chị được đạt cái mục tiêu đó là vào cái mùa hè năm nay, thì chị chắc là cùng khoảng đôi ba tháng nữa thì cũng chị sẽ tới tiến đạt được cái mục tiêu đó thôi. Đó. Và cái nguyện vọng thứ hai của chị đó là chị trở về đây để mà phát triển cái giống lúa MS2019 Materuma. Thì chị hy vọng là trong cái thời gian tới là người dân Việt Nam cũng sẽ được đón nhận cái sản phẩm sạch của từ bên công ty thì chị ha. Và một cái sự khát khao nữa đó là người dân Việt Nam biết tới cái máy lọc nước điện dài căn gần của công ty Elagic và biết tới cái cơ hội của Elagic trao tới cho người dân. Dạ, mặc dù khi nãy giờ em sẽ đặt cho chị khá nhiều các câu hỏi về định hướng tương lai gần, tương lai xa, hoặc là những gì mà chị đã và đang làm, thì chị đều nhắc đi nhắc lại về những ước mơ, thì em cảm thấy được sự nhiệt huyết rất là nhiều trong từng câu chữ mà chị nói và từng ước mơ của chị, giống như là đã ăn sâu vào trong máu của mình rồi. Thì khi chỉ cần ai đó nói về mong muốn của mình thôi, thì không cần biết đó là mong muốn thời điểm hiện tại hay là mong muốn ngày mai, mong muốn tuần sau, tháng sau hoặc thậm chí là 50 năm sau nữa, thì đối với chị nó cũng chỉ có đúng một mục tiêu thôi. Chính xác. Với chị nó là vậy. Đó rất tuyệt vời luôn. Thưa quý vị vừa lắng nghe những chia sẻ đến từ nhân viên Bùi Hồng Thúy và kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay, thì không biết chị có những lời nào muốn nhắn gửi đến những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này. Trước khi kết thúc cái chương trình ngày hôm nay, Thúy rất là cảm ơn đài đã cho Thúy cơ hội để mà bộc bạch những cái tâm tư của mình trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và Thúy cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an tới tất cả các bạn đọc, bạn xem truyền hình Pháp Luật Việt Nam. Rất cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình này và thay mặt cho truyền hình báo Pháp Luật Việt Nam thì em cũng muốn gửi lời chúc đến chị là chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng và chúc cho những ước mơ của chị dù gần hay xa đều sẽ trở thành hiện thực. Và thưa quý vị thân mến, là quý vị vừa theo dõi xong chuyên mục Người Việt Nam Châu được phát trên tvphapluat.vn hoặc là quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh fanpage và kênh YouTube của truyền hình báo Pháp Luật Việt Nam. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc và mọi ý kiến thắc mắc thì quý vị có thể liên hệ với chuyên mục Người Việt Nam Châu tại số 200C đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi điện thoại cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000 hoặc là quý vị có thể liên hệ đến địa chỉ email info@truyenhinhphapluat.a@gmail.com. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. TH2Build tiên phong phát triển sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam, đến với trải nghiệm thực sự thiên nhiên tại trang trại TH Organic, trang trại đầu tiên tại Việt Nam của đàn bò sữa chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu. Khám phá cuộc sống hoàn hảo giữa thiên nhiên trên cánh đồng cỏ xanh tươi, nên những con bò tự do thư giãn, vận động và thưởng thức nguồn thức ăn hữu cơ giàu dưỡng chất. Tất cả cho ra dòng sữa hữu cơ tươi sạch tinh túy từ thiên nhiên. TH2Build, tiên phong phát triển sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam.